Em chào cả nhà nhé. Em là Thúy, chuyên cung cấp các mặt hàng hoa lan tại thành phố Nam Định. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981 550 768 hoặc 0817 892 229 ạ. Địa chỉ vườn lan nhà em là đối diện số nhà 1010, đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định nhé. Bên cơ sở lan nhà em thì có nhận ship hàng toàn quốc. Khi mà cả nhà nhận hàng thì mới phải thanh toán tiền và toàn bộ đơn hàng em đều không bao ship, phí ship đồng giá là 40.000 một thùng hàng. Cái phiên trưa của ngày hôm nay 16 tháng 10 năm 2020 thì em sẽ lên chia sẻ một số cái mã hàng phi điệp thân thủ, hàng bóc vườn nhá. Tiếp theo thì em sẽ đi lên một số cái mã hàng Lai Châu hoa Tết này, Thanh Đạm hoa Tết này, giải hạc Pháp hàng hoa Tết, phi điệp giải hạc Pháp hàng hoa Tết này và cái hàng trầm rồng đỏ nhá. Phần cuối video thì em sẽ lên thanh lý nốt một số cái giỏ vũ nữ hàm cá mập. Đây, mở đầu video thì em sẽ lên cái hàng phi điệp này. Phi điệp này của nhà em nó là cái phi điệp thân thủ hàng bóc vườn, mặt hoa tùy duyên nhá. Hôm nay thì em có tất cả là 15 mã, mã hàng đánh mã từ D1 đến D15. Đây, em sẽ đi vào chi tiết từng cái mã một này. Cái D1 này của em này, 180k, có 2, 3, 3 thân hoa này, 4 thân hoa này, 5 thân hoa này, 5 thân hoa và 3 mầm nhá, 3 mầm gốc này. Đây, ở những cái thân già này, các bác để mấy nữa nó sẽ nảy ki lên nhá, nó sẽ nảy ki ra này. 180k. Mặt hoa tùy duyên, để em sẽ lấy cho mọi người xem một số những mặt hoa của nó. Đẹp lắm, toàn mặt đẹp thôi ạ, toàn là những cái mặt đẹp thôi nhá. Đây này, một này. Cái phi điệp này thì dòng của nó, cái bông của nó rất là to. Hai này, đấy là một số những cái mặt hoa của phi điệp nhá các bác nhá. Một số những mặt hoa của phi điệp ạ. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhá. Tiếp theo sang mã số 2 này. Số 2 này của em này, 200k. 200k này có 1 này, 2 này, 3 này, 4 thân nhá. 4 thân này. Và tầm này mầm gốc thì nó cũng đang bắt đầu nó phát triển đấy ạ. Như con này, tím đậm luôn nhá. Hàng thân thủ nhá. D3 này, D3 con này là em có 2 thân trụ này, 2 thân trụ to nhá. Một mầm đang lên này. 300k, D3. D4 này. Một thân nhá, một thân một mầm này. 180k. Đấy, các bác nhìn theo này. Hàng của nhà em vẫn đang tiếp tục đi ngọn nhá, hàng vẫn đang tiếp tục đi ngọn ạ. D5 này. 200k này. Có một thân mẹ nhá, một thân mẹ này, siêu nhiều thân con nhá. D6 này. D6 này 270k, cái này em có 2 này, 3 này, 4 này. Rồi chỗ này phải chụp thân nhá, chụp thân nhá. D7 này, 200k này, có 2 này, 3 thân, 3 thân và 5 mầm nhá, 3 thân 5 mầm, 200k. D8 này, 180k này, có 1, 2, 3, 4, 5 thân nhá, có 5 thân tất cả này. D9 này, D9 này em là 160k, có 2 này, 4 này, 5 này, 6, 7 thân, 7 thân và 2 mầm đang lên nhá, 7 thân và 2 mầm đây, mầm đang lên nhá các bác nhá. 160k này. Số 10. D10 này của em này. 180 nhá. 180 có 3 thân này, 4 thân này, 5 thân hoa nhá. 5 thân hoa nhá cả nhà nhá. Lưu ý với các bác, cái này nó là phi điệp bóc vườn nhá, hàng bóc vườn nhá. D11 này, 230k, em có 2 thân, 3 mầm. 3 mầm đang phát triển nhá. 230 thôi D11. D12 này. 250 này là có 2 này, 3 này, 4 này, 5 thân. 5 thân và 1 mầm nhá. 5 thân, 5 thân hoa và 1 mầm đang phát triển đấy ạ. Hàng em vẫn đang tiếp tục đi ngọn nhá. D13. 230 này, có 2 này, 3 này, 4 này, 4 thân này và 1 ki nhá. 4 thân hoa và 1 ki. D14 này. 160k. 2 cái ki này. 2 thân này. Và 1 mầm đang lên này. 160, D14 này. D15. 130k nhá. Có 2 thân hoa, 2 mầm. 2 thân và 2 mầm ạ. Đó. Tiếp theo thì em sẽ đi sang một số cái mặt hàng thuần khác nhá. Lô châu vip của nhà em cập bến nhá cả nhà nhá. Đây,
Cái màu này nó là cái màu hồng cánh sen này. Chuẩn mặt hoa nhá. Bảo hành mặt hoa cho các bác này. Một cây hồng cánh sen như thế này em đang bán với giá là 420.000 ạ. Trung bình một cây nó cứ dao động từ 5 cặp lá đổ lên nhá. Hàng thuần năm thứ tư này, cho đây là về các bác để như này các bác treo lên cũng được, sang chậu cũng được, mà các bác tách ra mọi người ghép lũa cũng được nhá. Hàng này thì nó là cái hàng hoa Tết. Thời gian ra hoa cứ dao động từ tháng 11 đến tháng 2 âm cho em ạ. Mặt hoa của nó đây nhá, chuẩn hồng cánh sen. Bảo hành mặt hoa cho cả nhà mình nhá. Hàng bao đẹp bao lỗi lá này. Đây. Đó. Hàng lá xếp cực kỳ đẹp nhá các bác nhá. Đây mọi người nhìn cho em này, cái đầu rễ nó ra này. Cây nó rất là khỏe nhá. Hàng này về các bác có thể tách ra. Tách ra thì mọi người ở trong nó còn có một cái chậu con ấy ạ, thì các bác để nguyên chậu con cho em nhá, để nguyên cho em cái chậu bên trong. Đừng tách cái chậu bên trong ra là được, vì là rễ nó ăn hết ở cái phần chậu bên trong rồi. Các bác tách ra là nó đứt rễ là các bác thuần lại nhá. Nên là các bác cứ để nguyên cho em cái chậu bên trong, còn cái chậu bên ngoài thì các bác lách kéo vào các bác bóc nó ra là được nhá. 420k một em này. Đây này, siêu đẹp luôn nhá. Bảo hành mặt hoa nhá, chuẩn mặt hoa hồng cánh sen nhá cả nhà nhá. Nó cũng đảm bảo với các bác 100% là nó sẽ cho hoa trong năm nay. Thời gian ra hoa thì nó cứ dao động khoảng tầm từ tháng 11 đến tháng 2, tháng 3 âm nhá. Đây này, cây cực kỳ đẹp luôn. Bản lá to dày nhá. Bao đẹp bao lỗi lá nhá cả nhà nhá. Lô hàng này quá ưng luôn này. Em lên thêm một cái lô châu sổ số hàng cây đại cho các bác nhé. Đây một cái cây siêu to khổng lồ như thế này em bán với giá là 550.000 này. Mặt hoa sổ số nhé. Đặc biệt là nhiều nhất trong cái lô này là một số 3, số 5 và số 7 cho em ạ. 357 nhé. Các bác nhìn cho em theo một đường chéo này. Cực kỳ đẹp luôn này. 550.000 một cây cho em nhé. Hàng lá mít xếp này. Trung bình một cây cứ dao động từ 5 cặp lá rưỡi đổ lên ạ. Đây, chiều dài một lá thì nó trên 20 cm, còn chiều cao cây thì nó cứ xấp xỉ tầm 10 cm, trên 10 cm nhé các bác nhá. Hàng thuần rồi về các bác làm cho em cái móc 4 chả các bác treo lên là được ạ. Hàng này thì đảm bảo 100% có hoa trong năm nay cho mọi người nhá. Thời gian ra hoa thì nó cứ dao động từ tháng 11 đến tháng 2, tháng 3 âm ạ. Hàng siêu đẹp luôn nhá. Lá to này, lá to này. Mặt lá, bản lá nó rất là đanh nhá. Rất là đanh cây luôn ạ. Đây em đứng xa xa đây cho các bác xem nhá. Đứng xa xa ra để quay cây nó thực tế hơn này. Sát quá cây nó lại bị phóng. Em báo sai báo số nhá. Là cái này chiều dài một lá của nó sẽ trên 20 cm, và chiều cao cây thì nó cứ xấp xỉ khoảng tầm 10 cm cho em nhá. Hàng lá mít xếp này, cực kỳ đẹp luôn ạ. 550k một cây, chưa có phí ship. Các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship nhá. Nghĩa là mọi người mua một cây ship là 40.000, mà mua 10 cây ship cũng vẫn đồng giá là 40.000 nhá. Cực kỳ đẹp luôn nhá. Mít xếp này. Một cây nó cứ dao động cho em từ 5 cặp lá rưỡi đổ lên nhá các bác nhá. Màu đỏ này. Thanh đạm Indo hai màu hoa của nhà em cập bến nhá các bác nhá. Giá siêu yêu thương này, 300k cho một chậu thanh đạm như thế này ạ. Đây là mặt hoa của nó nhá. Các bác nào mà thích chơi những cái suối hoa dời như này thì mọi người ghép cho em 3 giò này vào nhá. 3 giò như thế này. Cái thanh đạm này thì hoa của nó cực kỳ thơm. Cực kỳ thơm và bền nhá. Nó thơm theo cái kiểu là dễ chịu. Thơm theo kiểu dễ chịu nhá, chứ không phải là thơm gắt đâu ạ. Ngửi cái mùi hương của nó cực kỳ là dễ chịu nhá. Đây cái thanh đạm này thì một năm nó cho hai đợt hoa. Cái đợt hoa đầu tiên thì nó rơi vào những cái tháng hè, khoảng tầm tháng 5, tháng 6 nhá. Đợt tiếp theo là nó rơi vào chuẩn Tết cho em ạ. Mà các bác cứ lưu ý cho em là cứ mỗi một cái dã hành như thế này nó sẽ cho hai vòi hoa. Đây như đây này. Ui đây đây vòi đi nhá. Đây vòi hoa của nó đây nhá các bác nhá. Nhọn nhọn này này, nó là cái vòi hoa nhá, nhọn nhọn nâu nâu đây này. Cứ mỗi một dã hành này nó sẽ cho hai vòi hoa. Và đặc biệt lưu ý với các bác là cái
Hàng thanh đạm này này, 3 ngày mọi người hãy tưới nước cho em một lần. Vì là những cái dòng lan mà cái giá thể, cái giả hành này nó to này, thì cái độ trữ nước của nó rất là lớn. Mọi người không cần phải tưới nước nhiều đâu. 3 ngày, các bác cứ để ý cho em cái giá thể nó khô cong vào thì các bác hãy tưới nhá. Tưới nhiều nó không tốt đâu. Giữ nước ở cái phần rễ là nó úng rễ là gây chết cây đấy. Còn cái hàng thanh đạm này thì chỉ lưu ý với các bác một điều duy nhất là cái lá của nó sẽ không được đẹp mướt mát 100%. Nhìn nó có vẻ hơi vàng một chút nhá. Cái vàng này nó là cái vàng được nắng nhá mọi người nhá. Vàng được nắng này. Thế nhưng mà để bù lại nhá, thì cái hoa của nó cực kỳ đẹp, cực kỳ thơm. Và cái độ bền của nó thì rất là lâu. Thanh đạm này mọi người phải chơi cho em khoảng tầm 40 ngày nhá. 100% là hàng thuần rồi. Cho nên bây giờ về các bác chỉ việc sang chậu cho em thôi ạ. Bác lách cái mũi kéo và các bác cắt cái chậu nhựa ra nhá. Đây, tầm này các bác không mua thì đợi bao giờ mới mua nữa. Vì là cái hàng thanh đạm này cứ đến gần Tết là nó cực kỳ cao, cái giá nó rất là cao nhá. Để mà nói là một cái chậu như thế này này, cái size như thế này này, đến Tết các bác mua nó sẽ có giá khoảng tầm 450 nhá. 450 đến 470 một chậu. Tầm này các bác mua là rẻ nhá, 300k thôi ạ. Tiếp theo nữa là cái hàng giả hạc Pháp Hoa Tết của nhà em này. Một chậu giả hạc như thế này em bán với giá là 200k nhá. Giá siêu yêu thương luôn. Em đố các bác mua ở đâu với cái một chậu này mà có giá 200k đấy ạ. Đây, một chậu này của nhà em này, nó cứ từ 5 thân đổ lên nhá. Ngắn dài xen kẽ, hàng hoa chuẩn Tết cho em. Ở đây em đang có một cái bông bói này. Bông Pháp bói nhá. Đây, mặt bông Pháp bói này. Đẹp chưa, các bác nhìn thấy màu yêu chưa? Cái bông này nó sắp tàn rồi. Bông này nó sắp tàn rồi nhá. Mà đặc biệt nữa là cái hàng của nhà em tầm này mầm gốc nó đang lên rất là nhiều. Cái cây con này đang lên siêu nhiều luôn nhá. Về các bác có thể tách ra các bác trồng sang một chậu khác cũng được. Hiện tại thì hàng nhà em nó bắt đầu có hiện tượng vàng lá để xuống lá nhá cả nhà nhá. Xuống lá để đợi ra hoa đây ạ. Hàng hoa chuẩn Tết nhá. Đây như thế này này. Vàng này là vàng xuống lá chứ không phải vàng bệnh nhá cả nhà nhá. Đây, 200k cho một chậu nhá. Giao động từ 5 thân đổ lên. Đặc biệt là siêu nhiều cây con. Tiếp theo nữa sẽ lia qua cái hàng trầm rồng đỏ của nhà em nó vừa mới về nhá. Cái trầm rồng đỏ này. Đây, em chỉ nhá qua thôi. Đây nhá. Hàng thân thủ lá mít này. Đây, những cái trầm rồng đỏ như thế này thì đợt này là em chỉ về chậu 2 thân, 3 thân và 4 thân thôi. Thì em báo qua cho các bác nhá, cái trầm rồng đỏ này. Đối với cái chậu 2 thân như này em bán là 400 nhá. Chậu 2 thân là 400, chậu 3 thân là 508 và chậu 4 thân là 750 nhá. Nó cứ trung bình, các bác cứ tính cho em là trung bình là 200k một thân. Mà những cái chậu nhiều thân thì em sẽ giảm tiền đi nhá các bác. Mua cái chậu nhiều thân ấy thì càng được lợi nhá. Đây trầm rồng đỏ hoa Tết đây, chuẩn trầm rồng đỏ nhá, hàng thân thủ lá mít của nhà em đây nhá. Đợt này em chỉ có chậu 2 thân, 3 thân và 4 thân thôi ạ, không có chậu 1 thân nhá. Những cái chậu 2 thân này em bán là 400k một chậu 2 thân. Chậu 3 thân, đây ví dụ như chậu này này. Chậu 3 thân nhá, đây là chậu 3 thân này. Em bán với giá là 580k 3 thân này. Đây là chậu 4 thân. Một chậu 4 thân như thế này. Ui dồi. Nó thân nó mập lắm, một chậu 4 thân như thế này này. Em bán với giá là 750 nhá. Siêu rẻ nhá các bác nhá. Đó. Tiếp theo video thì sẽ đi lên cái hàng thanh đạm hoa Tết nhá. Cuối video thì em sẽ lên một ít cái giò vũ nữ hàm cá mập thanh lý nhá. Cái hàng này của nhà em thì nó đang hoa này. Hoa nó thì nó cũng sắp tàn rồi. Thanh lý nhanh cho các bác là 200k một chậu nhá. Nhưng mà đặc biệt lưu ý với các bác này là cái dòng vũ nữ này nó nở. Nó nở hoa quanh năm nhá. Có nghĩa là khoảng tầm 4 tháng nó sẽ cho một đợt hoa. Và cái này thì nó rất là sai con nhá. Nó đẻ con rất là sai này. Cho nên về bây giờ các bác sang chậu cho em nhá. Sang cho em một cái chậu khác vì cái này nó đẻ con nhanh lắm. Đây hàng tầm này bây giờ các bác về các bác ngắt hoa là các bác sẽ kịp chơi hoa Tết nhá. Cái dòng này thì hoa nó cực kỳ thơm và bền. Cực kỳ thơm và bền. Riêng cái dòng vũ nữ này các bác phải chơi được khoảng tầm 20 đến 25 ngày nhá. Đó, sau đây thì em xin phép dừng video. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video nhà em. Em chào các bác nhá.